Em xin chào các bác. Các bác đang xem kênh xe đạp thể thao Văn Xe Đẹp. Bên em có địa chỉ tại chợ Bến, xã Gia Thịnh, huyện Gia Thủy, tỉnh Nam Định ạ. Số điện thoại của em là 0388 409 824 các bác nhé. Các bác đang xem kênh của em mà chưa đăng ký kênh thì em cũng xin mời các bác đăng ký kênh của em nhé. Hôm nay em lên sóng chiếc Canon Đeo, mã là C5C các bác nhé. Thương hiệu chính hãng của Mỹ, được em mua tuyển chọn và đấu giá từ bên thị trường Nhật về các bác nhé. Xe đã qua sử dụng, độ mới xe thì như theo em đánh giá còn mới tầm khoảng 97-98% các bác nhé. Rất là mới luôn. Canon Đeo thì được rất là nhiều người biết đến các bác nhé. Siêu bền, siêu cứng các bác nhé. Chiếc này thì hôm qua em đã lên sóng quy thùng các bác nhé. Thì hôm nay em lên xe để giới thiệu đến các bác. Bác nào ưng chiếc này thì alo trực tiếp cho em nhé. Bác nào mà ở gần thì em cũng xin mời các bác đến nhà em xem xe các bác nhé và trải nghiệm xe. Chiếc này thì có khung là khung carbon các bác nhé, khung càng carbon, vô tăng ghi đĩa, ghi đông, cậu yên nó là nhôm các bác nhé. Xe thì có cấu hình là Ultegra 8020, phanh đĩa dầu các bác nhé. Đùi là đùi Canon Đeo của hãng, chính hãng của hãng các bác nhé. Xe chạy cặp vành Mavic, đấy, sản xuất tại Romania các bác nhé. Đấy, phanh đĩa dầu. Xe có gióng ngang là 51 từ tâm cổ đến tâm cổ yên 51, từ tâm đùi đến vai gióng ngang là 45 các bác nhé. Thì rất phù hợp cho các bác là cao 1m63 trở đi, đến 1m73 là đi đẹp các bác nhé. Từ 1m63 trở đi là đi ok rồi các bác nhé. Ngang 51 đứng 45 đến vai gióng ngang. Đấy, rất là mới luôn. Xe thì đi theo xe để có một cái đèn trước đèn sau các bác nhé. Đèn trước đèn sau. Chiếc xe này thì em mua bên đấu giá từ bên Nhật thì chủ người ta không cung cấp giấy mua bán các bác nhé. Còn những chiếc xe nào mà em mua tại cửa hàng á thì người ta sẽ cung cấp cho em một cái giấy. Giấy đấy mai về là mình sang tên. Đấy, dán tem đỏ tem vàng các bác nhé. Như là biển số xe ở bên Việt Nam mình ấy. Thì xe này thì chủ không cung cấp giấy mua bán các bác nhé. Vì về Việt Nam này cũng không cần thiết nên là em cũng không mang cần thiết nên là không mang về. Đấy. Em cũng thông báo rõ cho các bác nào chốt xe thì như vậy các bác nhé. Chứ không là các bác cứ yêu cầu là giấy tờ xe nên là cái nào có là em bảo có, cái nào không có là em bảo không có các bác nhé. Đấy, thì em quay một vòng xe cho các bác tham khảo nhé. Đấy, bác nào mà trong cái phân khúc chiều cao như thế thì với alo cho em nhé. Còn thấp hơn thì hoặc cao hơn thì cũng không điện cho em, đỡ mất thời gian của cả hai bên các bác nhé. Từ 1m63 đến 1m73 là đi ok các bác nhé. Đấy, xe thì có tông màu rất là đẹp luôn. Xe có tông màu đen. Đấy, màu đen pha màu xanh nón chuối nữa nhá, đường viền các bác nhé. Đấy, có từ Canon Đeo thì được sơn màu kim tuyến rất là đẹp luôn, ba màu. Đấy, cực đẹp luôn. Phanh đĩa dầu thì bác nào mà đi đường đồi núi thì rất là ok các bác nhé, rất là an toàn. Đấy. Xe thì bao cam kết cho các bác là chọn người chính hãng các bác nhé, cam kết chọn đời cho các bác luôn, cam kết chọn đời. Đấy. Em giới thiệu sơ qua chiếc xe cho các bác tham khảo nhé. Xe thì đã trang bị cho các bác một cặp đèn các bác nhé. Đấy, đèn kết ai. Đấy, mắt mèo các bác nhé. Đèn đang còn sáng các bác nhé, dùng điện lưới Việt Nam mình. Đang sáng các bác nhé. Đấy, bạn em quay bên ngoài nên là nhìn không rõ. Xe thì có phô tăng ghi đông của hãng Canon Đeo các bác nhé. Đấy, logo. Đấy, hình cái phích cắm các bác nhé, của hãng Canon Đeo. Đấy, dây quấn zin nguyên bản theo xe các bác nhé, không chảy xước gì các bác nhé, rất là mới luôn. Đấy, xe thì cực kỳ mới. Dây quấn zin, mặt nạ Shimano, zin nguyên bản theo xe. Đấy, phanh đĩa dầu 8020. Đấy, cũng rất là mới, gần như là chưa thấy vết xước sát gì các bác nhé. Đấy, quay cận cảnh cho các bác xem. Đấy, rất là mới luôn, chưa thấy xước sát gì. Bên này cũng vậy các bác nhé, gần như là mới luôn. Xe thì
mới gọi là lướt qua thôi các bác nhé, rất là mới, chưa chạy đáng kể. Các bác cứ nhìn quả lốp này này, cái điểm của nó đây đang còn sâu như thế này là rất là mới các bác nhé. Đây râu của nó đây các bác nhé, gần như là mới luôn các bác nhé. Đấy, nó hai cái lỗ điểm của nó đây các bác nhé, lốp zin nguyên bản theo xe đấy ạ, Continental cực kỳ mới luôn. Bác không mua xe này thì rất là tiếc luôn. Chiếc xe này mà mua bên Nhật thì cũng rất là giá trị mà đắt đấy ạ. Đấy, cái này là vết bẩn rồi các bác nhé, tay em bẩn, nó màu sơn bóng nên rở nó bẩn như vậy các bác nhé, chứ không phải xước sát hay như nào nhé. Đây, nó có một cái cục nốt ở đây để cho nó đỡ va đập vào khung đỡ xước các bác nhé. Đấy, cái này là tay em bẩn em rở nên như thế các bác nhé. Đấy, rất là mới luôn, chưa có xước sát gì, màu bóng loáng nhé. Con này được sơn màu phủ màu bóng rất là đẹp luôn, rất là mới, không có xước sát gì. Con này thì cái ti của nó thì nó siết các bác nhé, siết tròn. À, nhìn các bác nhìn có mai ơ của nó này, chạy bạc đạn này các bác nhé, cực kỳ mà to như cổ tay luôn các bác nhé. Này là đi thì bao phê cho các bác này, rồi núi thì rất là ngon. Đấy, cầm đằng rất là sáng và đẹp luôn, chưa có hiện tượng gọi là xước thì các bác nhé, rất là mới luôn. Xe này gần như là mới, cực kỳ mới. Mavic Taxi Room Disc đấy, dòng này chạy phanh đĩa dầu, cực kỳ mới luôn. Xe này thì không cần phải suy nghĩ rồi các bác nhé, nó như là một chiếc xe mới rồi. Các bác mua xe nước này thì đỡ được rất là nhiều tiền. Bên Nhật 100 triệu thì bên Việt Nam mình mua xe nước các bác chỉ mua với cái giá tầm 30-40 thôi các bác nhé. Đấy, rất là rẻ luôn. Mới thì 90%, không có xước sát gì. Con xe này thì em bán với mức giá là trên 30 mấy triệu các bác nhé, 30 mấy triệu các bác nhé. Đấy, 30 mấy triệu. Yên này, yên Sony nhé. Yên Sony dinh nguyên bản theo xe. Phần này là chỗ này là có một gọi là xước một chút xíu đây các bác nhé, xước quệt ở chỗ nào nó xước đây. Đấy, bác nào mà có nhu cầu cần đổi thì em sẽ đổi cho các bác. Còn yên zin nguyên bản theo xe nó là như này các bác nhé, còn yên zin thì em sẽ đổi. Đây, đèn nhá, cái này thì đèn sau của nó là dùng pin tiểu các bác nhé. Các bác bật cái nút bên này, cái này có cái nút nạy nạy đó các bác, là ra này. Đấy, bằng pin tiểu nhá, pin bé. Size nhà sản xuất là size 51. Đấy, còn em đo thì cũng là 51. Đây, chỗ này có cái từ synapse này. Được, chỗ này được sơn màu kim tuyến rất là đẹp các bác nhé, hai màu này, các bác nhìn rõ nhé. Đây, hai màu này. Trên là đen, dưới là màu kim tuyến rất là đẹp luôn. Lại gần nhìn rất là đẹp. Rất đậm các bác nhé. Đấy, màu sơn kim tuyến cực đẹp luôn. Đấy, màu ghi cát, kim tuyến ghi cát. Rất đẹp. Đấy, quy đề là Utegra này, R8000 này. Đấy, R8000, mới keo luôn các bác nhé. Đùi đĩa này, Canon đeo, đi nguyên bản theo hãng nhé. Đi nguyên bản theo hãng, rất là mới luôn. Xích đấy, xích như zin nguyên bản theo xe các bác nhé, xích zin đấy, zin nguyên bản theo xe. Ống nước Canon đeo, zin nguyên bản theo xe. Chỗ này có cái tem là tem của cửa hàng các bác nhé, cửa hàng bên Nhật. Cái thông số đùi đây em quên em không nôm này, đùi là răng, là răng 50, răng ngoài 50, răng trong là 34 các bác nhé. Còn đùi này là đùi 170, đùi 170. Đấy, bên trong là 170, 165, 170 này. Đấy, chỗ này được sơn màu ghi cát rất đẹp, màu cái màu này mà có xước thì cũng rất là khó sơn, gần như không sơn lại được các bác nhé, cực độc luôn. Trừ khi là sơn đen xì như thế này thì có thể ở Việt Nam mình sơn được, nhưng mà cái màu này thì không thể sơn được. Rất đẹp. Đấy, bác không cần suy nghĩ được. Đây, điểm trừ của cái xe nó là cái điểm này các bác nhé. Đây này, xước tí tẹo cái này thôi. Các bác thích thì mua cái logo gì các bác dán vào như các bác nhé. Đây, nó cũng đen xì thôi, nhìn cũng rất là khó nhìn, không rõ nhé. Đây, quay cận cảnh này mới nhìn rõ này. Đấy, chéo đây, chỗ này đây. Đấy,
một hai vết sức không đáng kể đâu các bác nhé. Nó màu đen thì nhìn cũng không rõ. Đấy, cả xe nó chỉ có hai cái điểm này thôi các bác nhé. Đấy, nhỏ xí xíu thôi, không đáng kể. Quy đề này R8000. Đây, chỗ cái phần này thì có xước nhẹ đây một tí này. Xước nhẹ đây. Níp này, níp R8000 luôn. Untegra R8000. Níp của nó đang gần như mới tinh luôn các bác nhé. Gần như mới tinh luôn. Níp R8000 gần như mới tinh. Níp này đĩa to nhất là, răng to nhất là 34 các bác nhé. Nhỏ nhất này không để ý là bao nhiêu đây. Đấy, cái này nó đi đồi núi là ok rồi. Bác nào mà thích hợp cho bác nó đi đồi núi rất là ok luôn. Fire Mavic này. Đấy, cái này mà các bác đập mạnh nó kêu rất hú, rất là to các bác nhé. Cực kỳ trớn luôn. Phanh đĩa dầu thì các bác đi thì ok rồi, không cần phải suy nghĩ, nó rất là êm, bóp rất là mượt. Quả lốp này cũng giá trị các bác nhé. Cực kỳ giá trị luôn. Đây, em quay này. Cực kỳ trớn này. Em quay sang mặt bên trái nha các bác tham khảo nhé. Đây, bên trái xe đây các bác nhé, rất là mới luôn, không có xước sát cái gì hết. Tay nắp là mới tinh. Dây cuốn cũng là zin mới. Rất là mới các bác nhé. Thêm OCG. Đủ tiêu chuẩn để các bác đi đua rồi các bác nhé. Với cấu hình này thì đua là thoải mái rồi các bác nhé. R8000. Đấy, cái phần này cũng là được đi âm sườn hết các bác nhé. Phần xuống dầu dưới này. Con này là đời tương đối cao rồi. Đấy, đời 20 rồi các bác nhé. Cấu hình cực kỳ cao rồi. Đã đi âm hết rồi. Không có một vết xước nào ở bên này các bác nhé. Bên này thì không có một vết nào luôn. Đây. Dầu không 8020 đây. Đấy, đĩa dầu. Đây còn rất đẹp luôn. Bánh nó chảy nước thôi. Rất đẹp. Đây, em quay cận cảnh kỹ để cho các bác. Các bác chốt xe thì đỡ phải lăn tăn các bác nhé. Rồi thì nhiều lúc em quay nó mười mấy phút thì nó nhanh quá nên là các bác đôi khi là nó quay hơi nhanh. Em sẽ quay từ từ cận cảnh cho các bác xem. Mở cốp nó vạch đây các bác nhé. Mang in Taiwan. Đấy, gầm nó đây rất là sáng và đẹp nhé. Đấy, đùi bên này cũng rất đẹp luôn. Cửa hàng này, tem cửa hàng bên Nhật này. Mua xe. Ngắm ngang này. Bác mua xe, chốt xe thì cứ đúng theo hình ảnh của em trên video thì các bác nhận xe nhé. Sai thì em sẽ chịu trách nhiệm. Các bác mua xe thì cọc trước cho em một ít tiền. Đấy, còn không cọc thì em không gửi xe các bác nhé. Các bác thông cảm mà không phải là em bom hay là sợ các bác như nào. Nhưng mà đôi khi không may mà các bác trục trặc vấn đề gia đình không cho lấy hay như nào, các bác đổi ý không lấy thì cái tiền ship thì nó rất là nặng. Đấy mà mất công em đóng hàng nữa. Nên là em phải nhận cọc để đảm bảo các bác nhé. Đấy, còn xe nó lỗi thì em sẽ nhận về, em hoàn lại cọc cho các bác. Bidan zin này. Đấy, bidan zin các bác nhé. Nhìn theo Shimano zin của cái xe. Đấy. Em Canon đeo zin. Zin nguyên bản theo xe. Càng sau là cũng rất là mới luôn. Đấy, càng sau này âm hết các bác nhé. Đấy, âm hết. Đấy, ti này cũng rất là đẹp luôn, cũng có xước sát này. Phanh đĩa dầu này 8020. Đấy, cực kỳ chất lượng các bác nhé. Này nó dính nhớt bẩn ấy, em chưa lau sạch cái phần này, nó dính nhớt mới rửa sơ thôi. Đấy, càng đây các bác nhé, càng lên chỗ bắt cọc yên này. Đấy, cũng rất là đẹp, không có xước sát này. Đấy, tổng thể xe này cực kỳ chất đây các bác nhé. Em quay cho các bác nghe. Cực kỳ trớn các bác nhé. Đấy, nghe tiếng hú của nó rất là to luôn. Thằng Mavic thì nó không to hẳn như thằng Tum Tum hay thằng Camba đâu các bác nhé. Cái này mà đạp tốc độ em đạp test thử là cực kỳ trớn luôn các bác nhé.
Đây xe đây, bác nào mà kết thì alo trực tiếp cho em nhé. Bác nào mà gần thì em mời các bác đến em xem xe. Đấy, đạp thử trải nghiệm xe. Đấy. Có thắc mắc gì thì alo cho em nhé. Cái này nó bẩn. Ok, xe đây các bác nhé. Video cũng hơi dài rồi thì em xin kết thúc video tại đây nhé. Em xin chào các bác nhé. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe. Em xin chào các bác.